7 tay súng huyền thoại. Phim này thì chiếu cũng được 3 ngày rồi, nhưng mà Gen bây giờ mới đi coi. Thú thật với bạn, cái phim này cũng không có thuộc cái thể loại mà Gen thích cho mấy. Mấy cái phim cao bồi thì cũng chỉ là như đó, thằng nào bắn nhanh hơn thì thằng đó thắng. Nhưng mà phim này thì không như vậy. Cũng là những cái pha đấu súng nhanh đó, nhưng mà bên cạnh đó nó là cả một cái câu chuyện về những cái anh em chiến đấu cùng nhau, hài cùng nhau. Nói chung là làm rất là nhiều thứ cùng nhau. Bộ phim mở đầu bằng cái việc một cái thằng ông nội nọ kiểu làm trời làm đất, tới một cái ngôi làng nọ, rồi muốn chiếm đất, bắt thanh niên trong làng đi đào đất kiếm vàng cho nó. Nó thích ai thì nó bắn, kiểu vậy á. Sau đó là tới cái cảnh nhân vật chính của chúng ta là cái anh da đen. Anh này thì kiểu giống như là thuộc cái thể loại người đi săn tiền thưởng, thì gặp một trong những người dân trong cái ngôi làng mà bị cái thằng kia ăn hiếp á, tới thương lượng năn nỉ lại lục cái kiểu để cho cái anh da đen này về giúp làng của mình. Do là người chuyên đi săn tiền thưởng cho nên anh này quyết định là chiêu mộ những cái nhân vật trong giới giang hồ không bị truy nã thì cũng là một cái tay sừng sỏ rồi đó. Quá trình quy nạp 7 tay súng này nó như thế nào, mỗi một tay súng là một cái gam màu như thế nào, rồi 7 tay súng của chúng ta có giúp đỡ được ngôi vàng, giúp đỡ được cái ngôi làng đó hay không, thì các bạn xem phim thì sẽ rõ. Phim thì cảnh đẹp, những pha đấu súng cũng tương đối đẹp, tiếc là không có mấy cái pha nhào lộn trên ngựa nhiều lắm. Gen thích các bạn đó. Nội dung phim thì khá, cảnh hành động đang xen với hài hước cũng rất là ok. Xin chấm phim này 5.5. If you like, you can click vào cái subscriber để nhận thêm nhiều clip của Gen nha.